Nhiều ngày nay khi qua các chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng không quét được giấy nhận diện luồng xanh vận tải. Khi quét không nhận được thông tin và bắt buộc phải quay đầu xe. Lý do được cho rằng là có thể các tem luồng xanh cũ không còn hiệu lực khi qua chốt. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thay đổi mã QR mới và yêu cầu phải vào khai lại thông tin và lấy lại mã QR mới. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, hệ thống cấp giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa có mã QR code trên địa chỉ luongxanh.drvn.gov.vn đã không tiếp nhận đăng ký từ 18 giờ ngày 26 tháng 8 và đã hết hạn chuyển đổi từ ngày 30 tháng 8. Hiện nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đưa vào vận hành phần mềm kê khai thông tin để nhận giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa thông qua mã QR code tự động hoàn toàn. Sau 3 ngày, phần mềm mới đã cấp giấy nhận diện luồng xanh vận tải cho khoảng hơn 45.000 xe. Việc kê khai thông tin nhận giấy nhận diện phương tiện được thực hiện tự động trên phần mềm này và không qua phê duyệt của các sở giao thông vận tải. Để đăng ký mới, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải truy cập vào địa chỉ vantai.drvn.gov.vn. Sau khi kê khai đầy đủ thông tin, phần mềm sẽ tạo mã QR cho xe, các doanh nghiệp in và dán lên xe. Mã QR có hiệu lực khi giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 của lái xe và người đi cùng còn hiệu lực